Kính chào quý thầy cô và các bạn sinh viên thân mến. Hôm nay câu lạc bộ đồng hành cùng sách xin được giới thiệu tới quý thầy cô và các bạn sinh viên cuốn sách mang tên Tuổi trẻ, khát vọng và nỗi đau của tác giả Rando Kim. Mời quý thầy cô và các bạn cùng lắng nghe. Cuốn sách dành cho những ai không muốn từ bỏ ước mơ. Chiếc đồng hồ cuộc sống của bạn đang là mấy giờ? Mùa hè năm 1996, tôi trở về Hàn Quốc với tấm bằng tiến sĩ và nộp đơn xin vào giảng dạy tại ngôi trường mà tôi đã học. Đó là ước mơ cả đời của tôi, nhưng tôi không được nhận. Tôi thất vọng và suy sụp đến mức muốn tự tử. Cuối cùng, tôi suy xét lại mọi thứ và viết ra những điều tôi sắp sửa chia sẻ với bạn đây. Những lời viết phía trên là những lời Rando Kim viết cho chính mình trong những ngày rất khó khăn của cuộc đời. Năm ấy, ông 34 tuổi, với sức ép từ việc chưa tìm được một công việc đủ sống nuôi bản thân, làm ông cực kỳ căng thẳng. Nhưng cú sốc không được nhận vào giảng dạy vào ngôi trường thân yêu mà ông đã học khiến ông tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Cố gắng nhìn thẳng vào hiện thực và vượt qua nỗi buồn, Rando Kim đã vượt lên xuất sắc. Cuốn Tuổi trẻ, khát vọng và nỗi đau do Rando Kim viết không chỉ đơn thuần là một quyển sách bán chạy suốt 25 tuần với 762 lần tái bản và được dịch ra hơn 8 ngôn ngữ, mà Tuổi trẻ, khát vọng và nỗi đau còn được các bạn trẻ xem như là một cuốn cẩm nang quan trọng cho những bước đi trong tuổi trẻ của đời mình. Nhiều người trẻ ngày nay cảm thấy kinh hoàng với tốc độ của thời gian, dù họ còn xa tuổi 30. Bạn nghĩ bạn đã đi qua bao nhiêu phần cuộc đời của mình? Giả sử tuổi thọ của bạn từ lúc sinh ra đến lúc từ giã cõi đời là 24 giờ. Bạn nghĩ bạn đang ở giờ thứ mấy? Viết bằng một phong cách hết sức gần gũi và thân thiện, Rando Kim tự sự với tâm thế của một người đã đi qua tuổi trẻ, nói với những người đang trẻ, đồng thời cũng truyền tải kiến văn sâu sắc của một vị giáo sư nói với các học trò của mình. Tuổi trẻ, khi ấy con người thật có nhiều khát vọng, nhiều ước mơ, nhưng đồng hành với nó là những thất vọng, những hoang mang, thậm chí lạc lối một khi gặp khó khăn giữa đường. Và ai cũng biết rằng tuổi trẻ đã đi qua sẽ không bao giờ quay lại. Nhưng sử dụng những năm tháng tuổi trẻ như thế nào là đúng đắn nhất? Làm thế nào để chạm cánh tay tới ước mơ và khát vọng? Chiến thắng bản thân, kẻ thù lớn nhất của mỗi người. Tuổi trẻ của bạn là nỗi đau hay niềm vui? Đó là câu hỏi chìa khóa của quãng đời đẹp nhất và là một trong những câu hỏi cốt lõi về ý nghĩa và giá trị đích thực của kiếp người mà giáo sư Rando Kim đã đặt ra trong cuốn sách xuất thần Tuổi trẻ, khát vọng và nỗi đau.